Ô hay, chúng mày nhìn gì tao mà như sinh vật lạ đấy. Này bà già, bà tới đây làm cái gì đấy? Làm cái gì á? Kia kìa, nhìn đi. À, trò gì thế nhỉ? Này, mở đi nhanh lên. Gì đây ta? À? Lại đây ta bảo. Chỗ này nhiều máu này. Yeah! Game over. Hả? Con ơi, trời ơi con tôi. Tiếp tục đi. Đây đây, từ từ xem nào. Hình gì đấy? Hả? Đơn giản. Hả? Ôi, lợi hại thế. Được đấy. Chuyện tắm mà liền. Amazing, good job. Nhìn gì, đến lượt ngươi đấy. Gì mà nóng, ta già nhưng thao tác vẫn nhanh nhé. Hả? À, máy sấy thần tốc. Hôm nay, ta sẽ cho các người thấy sự lợi hại của Scary Teacher này. Ngạc nhiên chưa? Ôi, bà này có công nghệ gì đẳng cấp thật đấy. Cái gì để hoàng thượng? Không biết được, sấy sấy ra cả lửa nữa đấy. Nhìn kỹ vào nhá, công nghệ hiện đại 4.0 chỉ có ở ta đây. Tim này đủ chưa? Uy tín luôn. Về, ta phải học hỏi ngươi mới được. Ngơ ngác gì, bắt đầu đi. Cậu trời Phật cho con hình gì dễ dễ thôi nhé. Ồ, này mẹ ghẻ ơi, hình này thì nhắm mắt cũng làm được. La. Úi giời. Tên. Hoàn thành. Ồ. Được, cho qua. Chuyện anh hoàng mà ra tay thì nhìn gì, tiếp đi. Chắc của mình cũng là hình dễ thôi. Xin vĩnh biệt cụ. Sao lại cho bà hình khó thế này? Tách cho chị đây xem nào. Tách ta? Chứ còn gì nữa? Được. Mày ngó vào đây. Tách này. Chơi một mình đi. Ui ui, chuồn chuồn. Được lắm. Nhanh không chết tôi. Ôi giời ơi. Hả? Có quá đáng lắm không? Đi theo ta. Tới phần thi tiếp theo, nhanh lên. Sao ta chưa chết? Hay ghê. Sao hai mẹ con mụ vẫn còn sống vậy? Ồ hay, mẹ tưởng mình mẹ được sống, hóa ra con cũng được sống lại đấy à. Mẹ con mình là một cặp, đi đâu mà chẳng có nhau mẹ nhỉ. Tất cả hãy chuẩn bị tinh thần, đến phần thi tiếp theo đi. Bắt đầu. Mù cung qua cô chi phía sừng nì ta. Quay lại đi, nhanh lên, ta sắp ngã tới nơi rồi. Cố lên, tâm phải tỉnh thì vàng mới về tay được. Chơi căng thẳng quá, thư giãn tí thôi anh em ơi. Music. Hả? Oppa Gangnam Style. Ủa? Yeah yeah, Oppa Gangnam Style. Vui phết nhỉ. Tiếng gì thế nhỉ, đang chơi mà. Mày quá, xem tí đi chậu Diêm Vương rồi, đàn phiêu dở, quay lại làm đếp gì không biết. Mọi người có thấy loa của tôi uy tín không? Uy tín lắm luôn ấy chứ. Kỳ lạ nhỉ. Ê, hình như nó biết rồi hay sao ấy. Cẩn thận không chết cả đám bây giờ. Là do mụ Scary ấy. Thôi rồi, đẹp quá, bộ loa phóng thanh bà mới mua. Tưởng qua mặt chị đây mà dễ à. Nhanh lên, không hết giờ là chết cả đám đấy. Mùa cung qua.
과 꽃이 피었습니다. 됐어이! 오, 내 냐떼! 우이, con ơi! Sao mày toàn để chết đầu tiên thế? Nhục mẹ quá! Để ta xem, các ngươi còn ai dám qua mặt ta nữa không? Tiếp tục trò chơi đi! Còn ba người thôi, cố lên nha! Biết rồi, khổ lắm nói mãi! Chàng ơi! Tập trung ra! Hoàng thượng ơi! Hoàng thượng! Để ta xem, còn mình ngươi thì làm nên trò trống gì? Sao nó lại đi giết hết người nhà của bà thế này? Mày chết đi con búp bê đi! Bà nóng máu rồi nha! Trả con cho tao! Trả đây không thì báo! Hôm nay bà xem mày có yên ổn được không? Tưởng tôi sợ chắc, thích thì giết. Giết con bà còn bất lại bà à? Mày này! Bà tha cho tôi đi ạ. Tôi chừa rồi. Mày đánh bà, giết cả người nhà của bà mà vẫn mặt dày đòi tha à? Hả? Lạy bà, bà tha cho tôi đi. À, tôi sẽ cho bà hết số vàng đó. Xin bà tha cho tôi. Vàng thì cũng thích đấy, nhưng mày phải thả gia đình bà ra trước rồi nói tiếp cho rõ ràng nhé. Nhanh lên. Vâng, đây ạ. Ô, sống, sống rồi này. Ơ kìa mẹ, mẹ yêu của con. Con gái của ta. Con về với mẹ đây. Con tôi ơi, lại đây. Mẹ ơi. Ôi, nặng quá con ơi. Gãy giờ gãy. Chúng mày còn ôm nhau được nữa à? Cơm cuốn nè. Mẹ ơi, chính nó. Vào đây, tí thì quên. Chảo thật trưởng. Chừa này. Mau nôn vàng ra đây cho ta. Mày này. Từ từ, nhấc mông lên, em đưa. Tha cho em đi mà. Mày đứng lên đây cho chị. Em chừa rồi. Mày đi ra đây. Vàng của ta đâu rồi? Dạ, chị bình tĩnh. Wow, sắp thành đại gia rồi mẹ ơi. Lọa hết cả mắt rồi. Vàng kìa, vào lấy đi nào. Thích quá, mở tiệc nào. Con búp bê chạy đâu rồi? Con búp bê đâu? Nó chạy mất rồi. Thôi kệ, vàng, ôm vàng này đã. Lượm đi. Chỗ này đủ để hưởng thụ tuổi già rồi. Về thôi, ăn mừng đi nào. Mẹ ơi, con thèm biết. Trăm con còn được ấy chứ. Đi về luôn à.